nắng vàng phố xa, gió trời vút bay, thênh thang đôi chân ta bước gần nhau. Anh cười rất vui, em lại duyên sao, yêu nhau bao lâu nay ngỡ vờ quên. Người có biết lúc đi bên cạnh và xiết những ngón tay em lại, em quên đi những lo lắng. Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy ngày là em vui vậy thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh chờ em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh. Bây giờ phần 2 rất âm bằng nhá, giới thiệu về những gặp loa xin là bài trước mắt các bác và anh nhá. Hành Nguyên đang giới thiệu về một dàn siêu mẫu đến từ thương hiệu JBL mà có mã là SRX 700. Thì trong cái dòng loa JBL mã 700 ấy, nó có những một số đặc điểm sau. Thứ nhất, nó sử dụng hoàn toàn là củ tép neo, củ bát neo. Hơn nữa thùng là thùng gỗ và sơn sần nhựa. Do vậy đây là một siêu phẩm cao cấp, cao cấp ngay cả từ cái việc chế tạo thùng loa, cũng như ngay cả cao cấp ngay việc chế tạo củ bát, củ tép. Nói về dòng loa JB mà mã 700 nó là một trong dòng siêu phẩm rồi của Mỹ, nó rất hay anh em nhé, hình thức đẹp. Thì ngay bây giờ em giới thiệu các bác lần lượt các cái mã thuộc về dòng họ là SRX 700. Đầu tiên đó là cặp JBL model là SRX 715. Thì đây là dòng loa được thiết kế một bát 40 từ leo, một chép từ leo, thùng là thùng gỗ sơn cát, tình trạng đẹp xuất sắc nhất. Đây là dòng loa bãi, loa bãi thì rộng nó 40, sâu 43 và cao 71, rất đẹp. Cái dòng này sơn cao cấp chống chảy với nhá. Đấy, đây là 715. Tiếp theo đó là quả súp SRX 718. S 718S, con này là sở hữu một bát 50 cũng củ từ leo, tiếng phù hợp nhau đúng như cậu mợ nhá. Và một đôi chân dài đây. SRX 725 thì con này sở hữu hai bát 40, bát từ leo và một tép từ leo. Tép leo con này cao cấp, mã cao cấp nhé. Con này leo họng là hơn 8 đấy nhé. Hơn 8, họng là hơn 8 đấy. Thì bây giờ em sẽ test cho bác nghe cái chất âm của đôi la 715. Còn đôi kia này em không ghét, bởi em chỉ giới thiệu về cái mã thôi. Mã đầy đủ. Mình thấy cái dòng này có cả đời 738 đấy nhé. Rồi là 722 đấy. Rất nhiều đời. Nhưng đây là mã SRX 700 và mã là 725. Con này nghe dã man hay lắm. Củ tép là 2541 đấy. 2541 củ tép rất to mà nhá, gấu đặc biệt lạ. Và củ tép này nó là 2431H. Cái củ bát này nhá là leo là 2265HBL, còn củ tép là 2431H, còn cái con súp này là 2268HBL. Củ bát còn đang 715, củ bát 725 giống nhau, nhưng củ tép này nó là 2431 này, con kia là 2541 đấy. Giờ em mời các bác nghe chất âm của đôi này nhá, cực kỳ hay anh em nhé, mềm mại sắc nét cũng mỹ thật, bạn bánh phì không đỡ luôn ấy. Mình nhà tép vào ra nó tách tách này, nó tách tách này vào lòng người, vào tai người ngay. Đôi loa trước mắt các kia giá là 46 triệu bao ship 715, hàng xuất sắc mà nhá. Đôi trên cơ giá là hơn 60 triệu một chút, hơn 60 triệu một chút, hàng bãi. Em tiếc còn nguyên, bây giờ tem cầu nguyên này, đánh sàn không đỡ luôn, đánh sàn đánh Zumba Z-Mix, đặc biệt karaoke thì hết điểm mà hết thuốc luôn, không có gì để bàn nữa. Gặp nhau làm chi đúng rồi, ba phải cắm lên phone mà nghe giúp Mỹ đánh với em biết là chắc là một cái điện thoại em đang thu này gần như không có giá trị mà nhá, không thu được, bởi vì cái giải âm nó không thu được. Tình xa tình lỡ ta mượn như
nghe tiếng bass là hay rồi, quá phê luôn. Bỏ giúp trên dưới 20 triệu, đôi loa 46 triệu, bỏ ship đôi trên kia là hơn 60 triệu cho các bạn nha. Mai là giới thiệu những dòng loa cao cấp như là con 6 số này, con này khủng khiếp này, MD46, 4 quay. Và ngày mai em giới thiệu bác về mẫu loa là 525, mã 500. Mã 500 nó có là 515, 525 và 528 nhé. Đấy, bác muốn khai thác tốt nhá thì buộc bác chơi những củ đẩy này. Đấy, một tùy tì 41.300, không có đẩy nào bánh hay nó bác nhá. Ở Việt Nam ấy, hiện nay không có đẩy nào bánh hay nó, chả gắn có đẩy 5-70 triệu không bánh hay nó. Em bác thử rồi nhá, em bác mua hát này đánh rất hay rồi. Ok bác nhá, bác muốn xem chi tiết về thông tin về nội thất em sẽ có video. Hãy cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá.